với một mức giá 1.090.000.000 là giá chính thức trong ngày hôm nay. Trước mắt quý cô bác anh chị là một căn nhà kết cấu xây dựng một trệt và một lửng, bao gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà vệ sinh. Bên trên phần lửng thì có hai phòng ngủ. Căn nhà này thì có vị trí vô cùng đắc địa luôn nha quý cô bác anh chị. Một sạc của đường TX25 thuộc cống hộp số 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với một mức giá 1.090.000.000, quá rẻ trong cái khu vực này luôn rồi quý anh chị. Với bề ngang diện tích 4m và chiều sâu 9m thì mọi không gian sinh hoạt trong căn nhà đều rất là rộng rãi. Nhà sổ chung, chuẩn vi bằng cho quý anh chị nha. Căn nhà này rất phù hợp cho những quý anh chị, bà con cô bác nào mà có tài chính thấp thì khoảng trên 1 tỷ thì quý anh chị có thể sở hữu được căn nhà như thế này rồi. Và căn nhà này đặc biệt là có hai phòng ngủ và thiết kế rất là rộng rãi. Có gác lửng thì phía bên trên gác lửng là đã được thiết kế hai phòng ngủ. Nếu như phù hợp cho gia đình 4 đến 5 người ở vô tư nha quý anh chị. Và từ khu vực căn nhà của mình di chuyển sang Ủy ban Nhân dân của phường Thạnh Xuân, quận 12 á, tầm 1 km thôi. Và quanh bán kính 500m thì các dịch vụ tiện ích cũng như là ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, bách hóa xanh, điện máy xanh và những dịch vụ tiện ích khác bao gồm trong vòng 500m thì mình có thể dễ dàng tiếp cận. Căn nhà này thì quý bà con, cô bác anh chị nào mua về chỉ việc xách vali vào ở thôi nha. Hiện tại đã được hoàn thiện 100% rồi. Với gạch lát tường và gạch ốp tường nhìn rất là sạch sẽ và thoáng mát. Chủ nhân cũng ở và gìn giữ căn nhà này rất là kỹ. Thì hiện tại chủ nhà rất là nhiều nhà nên bán bớt một căn nhà này với cái giá là cực kỳ ưu đãi luôn. Và có thương lượng một tí lọc cho quý cô bác anh chị. Thì đây là đường trước nhà của căn nhà của mình nha. Thì đường là 4m, đường nội bộ 4m, hai bên đối mặt vào nhau. Thì từ ủy ban mình có thể di chuyển tới cái căn nhà này bằng ô tô, đường ô tô luôn nha quý anh chị. Mình có thể đậu ô tô trước cái dãy nhà của mình. Đây, phía trước con đường rất là rộng rãi. Hai xe máy né nhau rồi còn một cái khoảng trống rất là rộng rãi. Quý bà con, cô bác, anh chị cứ liên hệ theo em. Em sẽ dẫn đi xem nhà và hỗ trợ nhiệt tình cho quý anh chị luôn. Giá khá rẻ luôn quý anh chị.